Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to a Movie. Có thể nói rằng tập đầu tiên của Loki Season 2 đã phần nào đó lôi kéo sự quan tâm của khán giả đại chúng về lại với thương hiệu phim Marvel nói riêng và loạt phim siêu anh hùng nói chung. Thế nhưng các bạn cũng đừng quên rằng song song với Loki thì Gen V, một spin-off của The Boys từ đài Amazon Prime cũng đã nhận về rất nhiều ý kiến tích cực với một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Vậy nên trong ngày hôm nay, nhân lúc tập 4 của Gen V cũng vừa mới ra mắt, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem tập phim này có gì hay và hấp dẫn nhé. Let's go! Tiếp nối sau những diễn biến của tập 3, Emma đã thu nhỏ mình lại để đột nhập vào trong căn cứ của The Hoods và đã thành công phát hiện ra được căn phòng đang giam giữ anh trai của Golden Boy là Sam. Tuy nhiên, trong lúc cả hai đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thì hệ thống an ninh của The Hoods đã được kích hoạt và bảo vệ đã ập vào để khống chế Sam. Lúc này đây thì máu anh hùng của Emma đã nổi lên nên cô đã nhảy vào trong lỗ tai của tay bảo vệ rồi giết gã bằng cách đi xuyên qua màng nhĩ để đến được lỗ tai bên kia. Và rồi thì giờ đây, tất cả bảo vệ của The Hoods mới bắt đầu ập vào để áp giải Sam. Nhưng vì Sam đã hết bị tê liệt, anh đã giết một nửa số lượng bảo vệ của cả hệ thống The Hoods và đưa Emma thoát ra ngoài. Ở chỗ ẩn nấp tại một rạp phim ngoài trời bị bỏ hoang, Emma đã nói cho Sam nghe về cái chết của Luke. Nghe được tin em trai tự kết liễu mạng sống của bản thân, Sam đã rất tức giận và bắt đầu đập phá mọi thứ. Sau đó thì anh bắt đầu suy sụp khi nhận ra rằng sẽ không có ai ở cạnh mình nữa. Tuy nhiên Emma hứa với Sam rằng cô sẽ không rời đi và cả hai đã bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Nhưng những di chứng từ việc ảo giác vẫn đeo bám Sam. Trong tâm trí của mình thì Sam nghe thấy những lời mách bảo về việc phải giết tiến sĩ Edison Cardosa, bác sĩ trị liệu của Sam cũng như là người trực tiếp giám sát hành vi của các cá thể siêu việt tại The Hoods. Và dù Emma rất nỗ lực ngăn cản, thế nhưng Sam vẫn rời đi với siêu sức mạnh của mình và cô đã không thể nào đuổi kịp. Không có cách nào khác, Emma đã phải lội bộ về trường Godokin để nhờ sự trợ giúp. Mớ lộn xộn tại căn cứ bí mật của The Hoods nằm bên dưới Godokin cũng đã được tiến sĩ Cardosa và Sherry phát hiện ra và cả hai đã nhanh chóng tìm cách ứng phó để chuyện này không bị lọt ra ngoài, nếu không thì Vought sẽ cho cả hai lên thớt. Ả cũng đã phát hiện ra được sự can thiệp của người ngoài khi tìm thấy chiếc giày bị thu nhỏ của Emma. Mặt khác, Murray, Andre, Jordan và Kate cũng tìm thấy được dấu vết của Sam. Nhưng ngoài Murray đang lo lắng cho bọn cùng phòng của mình ra thì không một ai khác trong top 5 kia muốn dính líu tới vụ việc nguy hiểm lần này. Không còn ai trợ giúp thì Murray đành phải trông cậy vào một sinh viên khác trong trường và người được cô chọn để nhờ vả đó chính là Rufus, một người có khả năng ngoại cảm. Nhưng thay vì giúp Murray tìm được Emma, Rufus lại sử dụng siêu năng lực của mình để tiếp cận và làm trò đối bại với Murray. Ngay lúc mà hắn tính hành sự thì Jordan đã xuất hiện và khiến cho Murray tỉnh giấc để rồi cô tạo ra một trong những phân cảnh thốn nhất series tính tới thời điểm hiện tại, khi mà Murray đã khiến cho dương vật của Rufus nổ tung bởi khả năng kiểm soát máu của mình. Cùng lúc đó, một trong những cựu sinh viên của Godokin đã quay trở về trường để bục phêm. Người đó chính là Robert Vernon, hay với tiên siêu anh hùng là Tech Knight, một người của đài truyền hình từ Vought với khả năng suy luận và phá án vô cùng đỉnh cao. Mục đích của Vernon là muốn tìm cho ra sự thật đằng sau vụ tự sát của Luke. Dù đã được Sherry cảnh báo rằng đừng đụng đến top 5 của trường, nhưng Vernon vẫn dùng Murray để chứng minh cho thực lực của bản thân và đã khiến cô khai ra rằng bản thân đã nói dối trong việc ngăn chặn Luke, trong khi Jordan mới thực sự là người hùng. Sau khi nhận ra rằng không nên dùng các học sinh để làm vật thế thân cho drama về Luke, còn không thì anh sẽ tiết lộ sự thật về cơ sở The Hoods cũng như vụ việc tẩu thoát của Sam, thứ thực sự sẽ khiến cho cô mất mạng. Nhưng rồi thì Sherry đã cao tay hơn hẳn khi đã phát hiện ra rằng Vernon là một gã bệnh hoạn, sau khi mắc một căn bệnh khiến cho não của anh xuất hiện một khối u. Vernon có một thói quen rất là tục, đó là luôn hứng tỉnh với tất cả những thứ có lỗ. Không thể khiến cho sự nghiệp của mình bị lung bại, Vernon đành bỏ qua cho Sherry và tự tuyên bố rằng vụ của Luke không có người liên quan. Trở lại với Murray, sau khi tự thú trước lớp, Jordan đã rất cảm kích cô và cả hai đã quấn quýt lấy nhau. Nhưng rồi thì Emma đã quay về và nói cho cả bọn nghe về trường hợp của Sam và cả về chuyện anh ta tính giết tiến sĩ Cardosa. Murray, Emma, Andre, Kate và Jordan sau đó đã đến nhà của tiến sĩ Cardosa để ngăn chặn Sam trước khi anh giết người. Cả nhóm đã giao chiến với Sam, thế nhưng anh ta quá mạnh và áp đảo được toàn bộ. Phải đến khi Emma xuất hiện trong bộ dạng siêu to lớn thì cả bọn mới thành công áp chế được Sam. Nhưng rồi thì bất ngờ thay, Murray tỉnh dậy trên giường cùng với Jordan bên cạnh và tập phim khép lại. À chưa, phim còn cho thấy việc Vernon đi khắp nơi trong trường để đút háng của mình vào trong những cái lỗ rồi tập phim này khép lại mới đúng. Và sau đây là phần giải thích những chi tiết thú vị có trong tập 4 của Gen V. Tiêu đề của tập phim này chính là The Whole Truth. Rõ ràng đây là một dụng ý đầy tục tĩu của các nhà làm phim khi mà chữ Whole trong tiêu đề cũng có cách đọc khá giống với chữ Hole, nghĩa là lỗ. Sở thích kỳ lạ của Vernon khiến cho anh được cho là vượt mặt cả The Deep về độ biến thái. Ngoài ra tập phim cũng mở đầu với một cái lỗ từ đôi tai của tay lính gác xấu số bị Emma xuyên thùng. Trên tường của Sam thì chúng ta có thể thấy rất nhiều lỗ thủng từ sức mạnh của anh. Đặc biệt chỗ những cái lỗ này xuất hiện thì rất gần những con vật. Có thể là anh không thích cái cách mà chúng luôn nhìn chằm chằm vào anh.
Vụ như cái lỗ cũng chưa dừng lại ở đó, nơi mà nhóm của Murray phát hiện ra dấu vết của Sam cũng là một cái hố do Sam gây ra từ những cú dậm nhảy của mình. Một sức mạnh đáng kinh ngạc, không kém gì Queen Maeve hay cả Homelander. Tiến sĩ Edison Cardosa cũng chính là người thực hiện những thí nghiệm lên người của Sam trong tập 2 sau khi anh bị đưa trở về từ Hood sau khi thoát ra ngoài. Đến với bảng xếp hạng mới tại trường Godokin, bên cạnh việc Andre vẫn nắm vị trí số 1, thì Murray giờ đây đã vươn thẳng lên vị trí số 2. Ở vị trí thứ 3 là một anh chàng có tên là Mason Finister. Đây là một sinh viên chưa được giới thiệu trong series, nhưng chắc chắn cũng sẽ là người đóng góp một thứ gì đó quan trọng. Chúng mình dự đoán rằng anh có khả năng là kẻ tạo nên một cái kết gây lú ở cuối tập 4 này. Tyler Oppenheim chính là sinh viên cán đích ở vị trí thứ 4. Đây là anh chàng có khả năng đi xuyên tường và đã làm tình với Jordan trong tập 3. Cái tên Oppenheim của anh cũng khiến ta liên tưởng ngay đến cha đẻ của bom nguyên tử là Oppenheimer. Và đáng buồn thay, Jordan vẫn yên vị ở vị trí thứ 5, bất chấp những nỗ lực của mình. Nhắc đến Jordan, thì trong lúc truy tìm tung tích của Sam, thì nhân vật này đã đeo trên mình một chiếc phụ kiện khá hay ho. Đó là một cái vòng cổ với một nửa là ngọc trai, một nửa là dạng kim loại như sợi xích để biểu hiện cho đặc điểm song tính của mình. Jordan còn so sánh những thí nghiệm của The Hood giống với Joseph Mengele, một kẻ với biệt danh là bác sĩ tử thần tồn tại ngoài đời thực. Đây chính là một bác sĩ quân y trong quân đội Đức Quốc xã với những thí nghiệm vô nhân đạo trên các tù nhân tại trại tập trung Auschwitz trong chiến tranh thế giới thứ 2. Jordan còn nhắc về việc cả nhóm nên sắm một chiếc xe màu xanh và một chú chó để phá án, ám chỉ tới tổ đội trong bộ phim hoạt hình Scooby-Doo. Nơi mà Sam và Emma đang cư trú trước đây là một rạp phim ngoài trời có chiếu hai bộ phim tên là Red Thunder và That Four Letter Word, hai bộ phim từng có sự tham gia của Soldier Boy. Hai bộ phim này cũng là những tác phẩm nhại lại từ những bộ phim như Red Dawn hay Rambo 3. Sau khi đưa Emma tới nơi an toàn, thì cô đã to lên một chút với lý do là đã ăn một chút gì đó trong lỗ tai của anh chàng kia. Ngoài ra, thì sau khi giết tên bảo vệ đó, Emma đã rất lo lắng rằng lỡ anh ta có con thì sao? Đây cũng chính là những nỗi lo của Huey trong The Boys sau khi anh giết Translucent và phát hiện ra anh ta có con. Con của anh chàng này từng trong nhóm The Boys cũng chính là anh chàng có khả năng tàng hình ở trường Godokin. Và giống như bao sinh hùng khác, Emma cũng có một cú tiếp đất khá là xịn. Cho đoạn intro giới thiệu về chương trình The Whole Truth of Tech Night, ta có thể thấy chữ O trong tiêu đề có phần hơi to so với các chữ còn lại. Không biết các bạn có nghĩ giống như mình đang nghĩ hay không? Tuy nhiên thì hơi tiếc một chút là chúng ta vẫn chưa được thấy nhiều hơn về Tech Night. Khi mà trong comics, anh ta được miêu tả như là một phiên bản parody từ Iron Man và Batman bởi năng lực siêu giàu và sử dụng toàn đồ công nghệ của mình. Anh cũng là một trong những thành viên của tổ đội Payback cùng với Soldier Boy. Nhưng dù sao thì sở thích về lỗ của anh cũng đã được đưa lên màn ảnh nhỏ một cách khá là tròn, khá trọn vẹn. Phiên bản truyền hình này cũng đã trao cho Vernon một khả năng khác nữa, đó chính là những khả năng nhìn thấy từng nhất cử nhất động dù chỉ là nhỏ nhất của đối phương. Đó chính là sự co giãn của con người, cũng có thể là cách mà họ nổi da gà và những cú liếc mắt khi nói dối. Mọi thứ đã khiến cho Vernon trở thành một thám tử thứ thiệt trong vũ trụ The Boys. Một trong những cách mà Vernon đề nghị Shelley làm để dẹp vụ drama về Luke đó là tạo nên một vụ kiện như Johnny Depp. Chắc hẳn các bạn chưa quên một trong những vụ lùm xùm nổi tiếng bậc nhất của Hollywood này đâu nhỉ. Và một trong những thói quen khác của Vernon đó chính là sở thích dùng ngón tay xoa đều bất kỳ đồ vật nào có lỗ. Cái cách mà Murray khiến cho dương vật của Rufus bị nổ thực sự là rất là thốn. Nhưng mà bên cạnh đó thì ta cũng có thể hiểu qua về khả năng của cô khi Murray có khả năng điều khiển cả máu trong cơ thể của người khác. Điều này khiến cho cô có những điểm chung với cô nàng có khả năng khiến cho đầu người khác nổ tung trong loạt phim gốc. Ngoài ra thì cái ấy của Rufus có vẻ không hề hấn gì sau khi bị Kate chơi trò Jumanji trước đó. Người xuất hiện trong tâm trí của Sam khi anh hoảng loạn đó chính là Jason Ritter, diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Dipper trong Gravity Falls. Ngoài ra thì cạnh anh có cả một con rối mang hình dạng của The Deep cùng với những lớp màng gớm ghiếc của anh chàng. Và đó là toàn bộ diễn biến và giải thích những chi tiết thú vị trong tập 4 vừa rồi của Gen V. Liệu còn có điều gì thú vị nữa mà chúng mình bỏ qua trong tập 4 của Gen V hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần bình luận để tất cả mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và xin hẹn gặp lại trong video Gen V tuần tới. Way to Weird out.